Dù cơn bão số 3 đã qua đi, nhưng hoàn lưu bão vẫn tiếp tục gây ra mưa lớn và lũ lụt tại các tỉnh miền Bắc. Hà Nội cũng là địa phương bị ảnh hưởng sau cơn bão. Và lúc này, điều mà nhiều người, đặc biệt là các bà nội trợ đang quan tâm là liệu giá thực phẩm có tăng do đợt mưa bão này hay không? Ngay sau đây, hãy cùng Blog ẩm thực đi tìm hiểu nhé! Sau siêu bão Yagi, rau củ quả là nhóm mặt hàng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Các tiểu thương tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh cũng như các cửa hàng bán lẻ cho biết giá rau xanh đã tăng đáng kể. Tại Hà Nội, giá nhiều loại rau củ đã tăng mạnh từ 20 đến 30% chỉ trong vài ngày sau bão. Ta 15.000 cân bắp cải đó, anh mua đây em rồi. Bắp chưa bao tiền một cân hả chị? Bắp chưa thì 30. Sáng thì 35, 33 rồi, 35. Chị cứ bán thế, đi đường thì xa vất vả, chưa đủ vốn em ạ, còn chưa đủ vốn ấy em ạ, không phải là nhưng mà nhập động đắt đúng không chị? Nhập đắt mà nó đắt từ cái bọn buôn ấy, chứ không phải là bọn chị đi mua được rẻ mà bán là đắt được. Vâng, em thấy là cũng nhiều bên nói mà bên mua thì đắt rồi, vốn thì chả thế đâu, mua 5 bịch đá rồi nước phải mai đi xe không bán hàng ấy. Các loại rau khác như rau muống, bắp cải và bí xanh cũng không tránh khỏi tình trạng tăng giá. Trước đây, rau muống chỉ có giá khoảng 10.000 đồng một bó, nhưng hiện tại đã tăng lên tới 35.000 đồng một bó. Tương tự, giá bí xanh hiện dao động ở mức hơn 40.000 đồng một kg, trong khi ngày thường chỉ khoảng 20.000 đồng một kg. Rau bắp cải cũng tăng lên gần 30.000 đồng một kg, gấp đôi so với mức giá bình thường là 15.000 đồng một kg. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do mưa bão gây ngập úng ở các vườn rau tại khu vực ngoại thành Hà Nội và các tỉnh lân cận. Nhiều diện tích trồng rau bị hư hỏng, làm giảm nguồn cung và đẩy giá lên cao. Thêm vào đó, việc vận chuyển hàng hóa gặp khó khăn do mưa lũ cũng làm tăng chi phí nhập hàng, gây ảnh hưởng đến giá bán lẻ. Không chỉ tại Hà Nội, các tỉnh lân cận như Hải Phòng và Quảng Ninh cũng đang phải đối mặt với tình trạng giá rau củ quả tăng đáng kể. Tại Hải Phòng, nhiều chợ dân sinh đã hoạt động trở lại nhưng lượng hàng hóa vẫn còn rất ít. Nhiều loại rau xanh được bán với giá khoảng 15.000 đồng một bó, trong khi trước đó chỉ có giá khoảng 10 đến 12.000 đồng. Các loại rau củ quả như su su và bắp cải cũng tăng nhẹ khoảng 20.000 đồng một kg. Tại Quảng Ninh, theo báo cáo từ Sở Công Thương, một số mặt hàng rau củ quả đã tăng giá từ 5% đến 10% so với trước bão, đặc biệt là tại các chợ nhỏ và cửa hàng bán lẻ. Nguyên nhân chính là do giá mua và tăng cao và việc nhập hàng trở nên khó khăn hơn do mưa bão. Dự kiến giá rau củ sẽ còn duy trì ở mức cao trong vài ngày do mưa lớn gây thiệt hại cho hoa màu. Mặc dù vậy, tại các siêu thị lớn, tình hình có vẻ khả quan hơn. Nhiều kệ hàng rau củ quả tại các siêu thị Hà Nội đã được bổ sung đầy đủ, không còn tình trạng khan hiếm như vài ngày trước. Các loại rau như rau cải và rau muống được bán với giá ổn định từ 13 đến 15.000 đồng một bó, khoảng 0,45 đến 0,5 kg, trong khi giá bắp cải duy trì ở mức khoảng 22.000 đồng một kg. Trong khi giá rau xanh biến động mạnh, giá thịt và cá sau siêu bão lại ít thay đổi. Với gạo cũng vậy, tại một số cửa hàng gạo lớn ở Hà Nội, giá gạo chỉ tăng nhẹ khoảng 100-300.000 đồng một kg vào những ngày trước bão do lo ngại về tình trạng thiếu hụt hàng hóa. Dù giá gạo nhập tăng nhưng sức mua không quá cao nên các cửa hàng chỉ tăng giá bán lẻ một cách hợp lý với mức tăng khoảng 1.000-1.500 so với tuần trước. Tuy nhiên, hai ngày gần đây, giá gạo đã ổn định trở lại, thậm chí một số loại còn giảm nhẹ. Tại các hệ thống siêu thị ở khu vực trung tâm, nhiều loại gạo cũng không có điều chỉnh về giá. Trên đây, Blog ẩm thực đã cập nhật đến bạn tình hình của giá rau củ quả, thịt cá sau siêu bão Yagi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên chờ đón những video tiếp theo của Blog ẩm thực nha!